Cả nhà hôm nay thì xử lý em máy 264 tình trạng đây. Tình trạng em này là in đảo mặt là bị kẹt giấy, là tôi thử nha. Thử xem nào. Đây nha cả nhà. Đó, đây cái giấy rồi, để nguyên vậy rồi tháo ra thử nhé. Quay lại cho đây xíu này. Đây, cái hết mình tháo cái này ra trước này. Đây nha anh em, đây này, khi mà tháo ra cái này nhìn thấy luôn, đây. Con máy của bên chỗ anh Thúy con đấy chỉ có mỗi bên nào nó in thật nhiều nó mới xài thôi. Em đây còn con đấy này. Đấy, toàn cho nó mượn lúc nó in kê ấy. Vâng. Ra thì về một lúc nó ra tầm khoảng 100 trăm giấy. Vâng. Con này nó in nhanh. In nhanh, in nhanh mà in giấy nhiều cứ in nhiều vất là không bị nóng. Vất cả cái hộp giấy vào, cả cái đã xem giấy vào vẫn còn thiếu. Thổi hết không có vấn đề gì. Các cái máy như cái 2009 là mình in tầm khoảng 200 trang là cháy lại máy. Con gì nhỉ? Con 404 ấy, khách của em in ấy bảo làm sao lúc đầu chị in khoảng độ tầm 200 tờ đầu tiên thì nó in nhanh lắm, in đảo mặt nó in nhanh lắm, nhưng mà bắt đầu hết cái đấy một cái là đầu nó in nó cứ lóng quá làm sao nó chịu nổi. Nó không chịu được là nó phải phải kỳ ra thôi. Sau đó anh em mình cùng tháo ra vệ sinh sau. Vì con này nó cũng kêu con két.
đây là đi vào tịt luôn. Tôi giật cái này xuống một xíu này. Rồi bây giờ anh em mình cùng tiến hành xử lý hôm mực nhé. Con này là dùng một hộp mực 30 hai mảnh, không còn tí mực nào luôn. Đi đâu rồi? Đeo một tiền rồi mới kéo bán số bì nắm tiền suốt ngày rủ đi biển. Và người ta đeo có đâu nhưng mà ứng nha, xong rồi ta làm nó giả dần. Thằng giống thằng cháu em ấy, nó bán cái phần mềm chuyên livestream cái này ở trên Facebook ấy. Suốt ngày chú ơi chú cháu thu xếp chuẩn bị cả nhà mình đi nhé, bảo tao không có tiền đâu. Có bầu bầu có cho quê ăn ké không? Huyền ơi, bảo chị Loan có cho quê ăn ké không? Mình này tưởng sinh nhật bác Loan đang hóng vào là bảo cho tối cho quê ké nhé. Đây, nó cái này nó bị cái canh gà thế này nha, nó dính mực rất nhiều. Hơi khó nhìn đúng không? Tiến lên một xíu nữa. Đây, cái cạnh cạp này là cái nó bám rất nhiều. Thế nên là nó không. Đấy, đây anh em ạ. Mực nó bám nhiều luôn. Cái cứng luôn cho nên nó không. Mực nó không lên được. Thank you.
Ồ, đừng hỏi anh có cắm cái đấy đâu, sao anh biết được? Đấy là cổng layout nó ra một cái thiết bị khác chứ không phải là cắm vào đầu ghi và cắm vào cam vào đâu nhá. Đúng rồi, đúng rồi, hai cái trục đấy không phải là cắm để mình cắm máy vào đâu. Tổng tất cả khách ở đây có bao nhiêu con mắt, bao nhiêu mắt? Lắp thêm 3 con á. Đầu đầu đấy nè, đầu đấy là đầu mấy cổng? Đầu 8 cổng đúng không? Đầu 8 cổng anh ơi. Đầu 8 cổng ấy thì bảo khách còn lấy thêm một cái đầu nữa đi cho nó ấy, bởi vì mình lắp nhiều vào nó cũng chả giải quyết được gì. Wi-Fi họ đi rồi hay là mình sang mình mới đi? Họ đang làm gì? Mà từ từ anh bảo này, thế cái ở trên này là mục đích là bên đấy họ làm gì? Họ làm phòng chung là phòng sinh hoạt chung hay gì? À, mình phải hỏi rõ khách hàng. Nếu mà phòng sinh hoạt chung thì phòng sinh hoạt chung thì anh chỉ cần một cái ở quay ra chỗ cầu thang này, nó hắt xuống dưới này để quay được người đi lên này, và một cái ở góc bên, nếu mà đi cửa vào bên mé tay trái đấy, để nó quay hắt ra ngoài đấy này, và một cái ở ngoài lan can, ở ngoài hẳn ngoài lan can gì? Thế thì cái này lắp hai mắt ba mắt không đủ đâu Thắng ơi. Ba mắt đấy không đủ đâu, cái này phải ít nhất phải tầm 4 mắt. Bởi vì một mắt ở ngay đón ở ngay cầu thang lên này, với lại ở trong nhà ít nhất trong nhà ngoài hai mắt này lại còn ở bên ngoài nữa, thế là chắc phải tầm 5-6 mắt đấy. Trong này là hơn trong này anh ạ. Không, lắp đấy không lắp được, lắp làm sao nó phải soi được ra, lắp vào cái chỗ góc đấy mà nó soi được từ cầu thang lên, với lại nó hắt vào trong phòng cơ. Đấy,
Đấy phải lắp ở góc cái góc. Đúng rồi. Ừ. Thế thì cái này làm báo một cái đầu ghi 8 cổng này. Bên này một cái bộ POE này. Thế thôi. Rồi rồi thì đấy mình cứ đưa ra cái hướng lên cho khách đi. Bây giờ phải chờ anh chị về đã anh ạ. À. Anh chị đang đi. Thì anh đang bảo chú là đấy là cái hướng anh em mình tư vấn cho khách là bây giờ là phải lắp thêm một cái cổng. Một là lắp thêm cái cổng cái đầu 8 cổng. Hai là mình lắp ở dưới nhà nào nó có một cái đầu 8 cổng nữa đúng không? Không, cái đầu thu cũ của họ là có bao nhiêu cổng? Nhưng mà từ tháng ơi anh hỏi này, cái đầu ghi cũ của khách là đang dùng lan hay là dùng cáp đồng trục ngày xưa? Cáp đồng trục ngày xưa à? Thì đồng bộ được nhưng mà nó hơi bị lòng hoàng thôi. Rồi. Không, bây giờ dây mạng thì mình phải làm trước khi họ ấy, mình phải đi dây sẵn ra đấy, xong rồi để đầu chờ đấy, xong bảo họ cắm ra đấy cho mình. Chứ đừng để họ làm xong mà ví dụ như trần mà họ làm trần kín là anh em mình vỡ mồm, được chưa? Bây giờ em phải thế cho nên bây giờ em phải hỏi chờ đợi anh Biểu với này Hương về đấy, em hỏi xem là bây giờ trần là anh làm trần thả hay là trần kín. Nếu mà trần kín là mình phải đi dây trước xong rồi để thò cái đầu dây ra thì nhờ các anh đi làm trần đấy, anh nên đấy thò cái đầu dây ra cho mình. Thế còn nếu mà trần thả thì mình không cần thiết, trần thả thì mình đi sau cũng được. Đấy, với thứ hai đó là bây giờ cái của anh chị làm như này đấy, ở trên này thì chắc là phải làm một cái thêm một cái đầu ghi nữa, chứ còn ở đầu dưới có 8 cổng thôi thì không đủ. Ở trên này đây em ước lượng có bằng này mắt. Yeah. Nhìn cái phòng mà khách để ra như vậy rồi. Đây rồi. Đây nha. Vệ sinh xong rồi, bây giờ lắp vào để in thử đây. Lấy cái tờ giấy giấy trắng in cho nó nhìn cho nó đẹp nhá. Ok rồi nhé cả nhà. Tuy nhiên là con này đang bị trống này. Anh em để ý ở trên này đây nó có cái vệt ngang. Con này cần báo khách thay cái trống là ok. Rồi, cảm ơn cả nhà đã xem video nhé. Hôm nay cả nhà mình xử lý máy 264. Thứ nhất là bị kẹt giấy.
khi in đầu mặt. Thứ hai đó là vệ sinh, một mực nó bị mờ. Thứ ba nữa là cái chống nó hỏng. Cái chống hỏng thì mình phải báo lại khách hàng, khách hàng ok lúc đấy mình mới thay được. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở video tiếp theo nha. Bye bye.